Hello. Nhân ngày nhà giáo Việt Nam với tất cả các tấm chân tình mà em muốn gửi đến các chị. Chúc các chị luôn hạnh phúc, tràn đầy niềm tin trong cuộc sống và mỗi ngày đều gặp nhiều may mắn. Đặc biệt sẽ thành công trên con đường giảng dạy của mình. Cảm ơn các chị đã cho em những lời khuyên, những bài giảng để em gần hơn đến giấc mơ du học của mình. Một lời cảm ơn là không đủ với tất cả những gì mà các chị đã dành cho em. Lời cuối mong các chị luôn tự hào và nhớ đến em. Mãi yêu các chị. Sẵn đây thì mình xin phép nêu cảm nhận của mình về các chị giáo viên ở trung tâm Di La. Mình không hề nói quá hay là như thế nào cả. Đây thực sự là những gì cảm nhận của mình. Mình cảm thấy các chị rất là quan tâm và chu đáo luôn ấy. Những cái bạn mà không hiểu bài thì các chị sẵn sàng giảng lại cho các bạn, khi nào mà hiểu thì thôi. Rồi mình học chị Quyên á, thì hầu như tuần nào chị cũng nhắn cho mình là anh có hiểu bài không em, có phần nào không hiểu không. Và khi ôn phỏng vấn á, mình cảm thấy các chị thật sự nghiêm túc. Các bạn học ở trên lớp có thể như thế nào cũng được, nhưng một khi đâu phỏng vấn, cái việc mà sẽ quyết định là các bạn có đậu visa hay không thì các chị thật sự rất là nghiêm khắc. Và mình cảm thấy rất là tốt vì mình sẽ có thể tập trung học hành hơn. Các chị ôn đề rất là kỹ, sửa cho từng người từng chút một và chỉ ra lỗi sai đó phải khắc phục như thế nào. Mình là một người từng phát âm rất là tệ luôn á, mà nhờ các chị sửa mà bây giờ mình khá tự tin lên rồi. Hôm qua mình phỏng vấn mình cũng không có quá là e ngại về cái việc nghe nói với tổng lãnh sứ quán nữa. Đặc biệt hơn á là học không hề căng thẳng, vì lâu lâu các chị sẽ kể cho tụi mình nghe rằng là khi hồi đó các chị du học như thế nào. Vì hầu như mình thấy hình như chị nào cũng đi du học thì phải, mình không có rõ. Nhưng mà các chị sẽ chia sẻ cho mình những kinh nghiệm, điều đặc biệt ở bên Hàn. Thật sự là mình học mình rất là hào hứng khi nghe các chị kể, vì mình cảm thấy mình sắp làm được cái điều đó, mình sắp thực hiện được rồi. Và mình cảm thấy rất là tuyệt vời khi mình đã chọn Di La là trung tâm du học của mình và được học các chị. Và lời cuối, em thực sự rất là cảm ơn các chị, vì nhờ các chị mà bây giờ em đã trở nên tự tin hơn rất là nhiều rồi. Đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ thì bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem hết video.